Ở tập trước, Champa đã chuẩn bị xong mọi thứ cho cuộc chiến hai vũ trụ 6-7. Vì kiểu nói có phần nham hiểm của Bezos mà Bulma quyết định tự mình đi tìm hiểu về ngọc rồng siêu cấp này. Nhờ tên khỉ Goku và khứa chồng mình không xong thì hốt ra cô đi vậy. Tập 31, đến gặp Junosama, viên ngọc rồng siêu cấp cuối cùng đang ở đâu? Ra cô đang đi tuần tra vũ trụ, cậu nhận được tin báo có thằng khứa ăn mà không chịu giả tiền. Hắn ta là con ếch xấu xí tên Gapuman. Thiệt tình, rắc rối miết. Đáng lẽ nay cậu ấy được nghỉ phép thư giãn đồ. Vậy mà bị bắt làm mấy việc tào lao giết. Hễ gặp Bulma là có chuyện à, bực cả mình. Khởi động súng ống bắn cho đỡ stress, ngắm chuẩn cục thiên thạch bùm. Nào ngờ đâu vỡ luôn cục thạch anh phía sau. Chơi ngu lấy số rồi ra cô ơi. Cậu ta nhanh trí đổ tội cho tên tội phạm khi nãy, ít có ác ha. Bulma tính nhờ ra cô đưa mọi người đến trung tâm của vũ trụ. Mà cái giải ngân hà vô cùng rộng lớn, vũ trụ tập hợp vô vàng thiên hà ngân hà đó. Nơi đó không một ai đến được cả. Nếu vậy chúng tôi sẽ đến trụ sở của cậu hỏi, chắc sẽ có ai biết đấy. Bọn tôi chỉ tuần tra quanh giải ngân hà nên chả ai biết đến nơi ngớ ngẩn đó đâu. Goku cố mãi mà không dò được ki của Kaioshin nào cả. Piccolo và Vegeta cố tình chê để Zako thể hiện gì đó, nhưng ngược lại cậu muốn chuồn đi. Bulma liền dùng mỹ nhân kế, mà Rako mê gái trẻ chứ có mê gì bà cô có tuổi này đâu. Này thì chê Bulma hả mậy, để mị nói cho mà nghe. Đến cả Bezos còn bị Bulma buộc tai nữa là. Nói ngon nói ngọt không chịu đâu, để bị đập mới chịu khai. Có một hành tinh, nơi mà ngài Juno ở, một người bí ẩn, cái gì ổng cũng biết. Ổng đình đến nổi có thể đoán được quần xì của người chưa từng gặp nữa kia, biến thái ghê. Được thôi đi nào, trước khi đi Vegeta có cảnh báo đừng làm gì Bulma của ta nhá. Ra cô cười kiểu tôi mà làm gì bà cô này chứ. Thế là thêm một bạt tay cho chừa. Đúng là nóc nhà nào cũng đáng sợ ha. Goku cũng có khác gì đâu. Mấy tên Saiyan này ra đường là cá mập chứ về nhà là cá con hết à. Chi nói là nghe. Người Saiyan mạnh nhất vũ trụ lại rén trước nóc nhà. Khi nghe Bulma kể nào là đấu với vũ trụ 6 rồi ngọc rồng siêu cấp, những thứ mà cậu sẽ không bao giờ biết được nếu không đi cùng Bulma. Thế mà lúc đầu chê dính Bulma là rắc rối, xong giờ đòi cho đi cổ vũ. Có bạn gái thì dắt đi cùng luôn. Ơ kìa, Bulma nói sai gì à? Hóa ra cu cậu vừa bị đá xong, thiệt là đau lòng mà. Ra cô nổi quọ bật chế độ siêu tốc, dù Bulma có la có hét thì cũng không dừng lại. Bày đặt làm màu, đến cả mình cũng bị ảnh hưởng. Để tránh bị đập lần nữa, ra cô liền bảo thấy Bulma có vẻ thay đổi nhiều từ lần đầu tiên gặp. Khi đó Bulma là đứa trẻ lên ba mà cha nội. Bay một hồi cũng đến nơi. Trước mắt là một đền thờ sang trọng siêu to. Bulma lên thang máy thì bắt gặp một người đợi sẵn. Bọn họ y hệt nhau và là người hầu của Juno. Juno ông ta không muốn tiếp những người đến mà không đặt trước. Bây giờ mà đặt thì 7 năm nữa mới tới lượt. Bulma muốn hối lộ nhưng không thành. Thì người tới lượt đã xuất hiện, hắn ta đã đợi 7 năm rồi. Khoan đã, chẳng phải hắn ta là tên bị truy nã sao? Thế là một bên tội phạm một bên cảnh sát mặt đối mặt. Nếu bắt hắn sẽ giành được lượt hỏi Juno. Mình đã đợi 7 năm rồi, không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này đâu. Nhưng như vậy thì họ sẽ biết mình phá hủy mấy cái thạch anh kia mất. Chắc hắn không biết mình là tội phạm đâu. Bulma đành từ bỏ thôi, có lẽ Beras đùa, xin lỗi vì đã khiến cậu rắc rối, và cũng cảm ơn vì cho tôi đi nhờ nhé. Một bên là Bulma, một bên là tên tội phạm biết làm sao đây. Zako quyết định bắt hắn ta, ăn quỵt là sở thích của hắn mà, nay hắn còn định hỏi Juno về cách ăn quỵt mà không bị bắt nữa cơ. Tuy Zako không khỏe nhưng được cái nhanh, tên cóc này tuổi gì, cho vài cước là knock out thôi. Nhờ vậy mà hai người được vào diện kiến ông Juno. Ta có thể trả lời bất cứ câu hỏi gì, dâng lễ vật đi rồi hỏi gì hỏi. Mà lễ vật ở đây là một cái thơm vào má mới ghê. Vì là đàn ông nên Zako chỉ được một câu thôi. Tên Zako này biến thái thấy ớn, hỏi size ngực của Bulma. Tí nữa ra về chết với bà. Là 83.4cm lúc trước 87.2cm nhưng dạo này bắt đầu chảy ra. Tên Zako đáng chết, làm tên hầu gọi Bulma là cô gái ngực sệ luôn rồi. Bulma cũng hôn ông ta phát, mà Bulma bị chê là phụ nữ trung niên nên chỉ được 3 câu hỏi. Tôi vẫn còn trẻ và ngon thế này mà chỉ hơn tên kia 2 câu thôi à? Đúng vậy. Đã xong một câu. Gì vậy trời vậy, hãy cho tôi biết về ngọc rồng siêu cấp. Chúng được tạo bởi rồng thần Yama, có đường kính 37 triệu km và tròn một cách hoàn hảo, vũ trụ 6-7 đều có, vân vân và mây mây. Ông Juno này kể lể chi tiết quá, tóm lại chúng không khác ngọc rồng trái đất mấy, có điều nó uy quyền nhiều trăm triệu lần thôi. Nhiều thông tin quá, Bulma dối hỏi lại thì bị tính là câu thứ 3. Hết bà 3 câu rồi, dù cho có hôn ông ta 30 phát cũng bị đuổi về. Lên phi thuyền, Bulma nhớ về câu hỏi của Zako liền ký đầu cậu ấy một phát. Đừng tưởng bà đây quên nhé. Về đến nhà, Bulma có một thông tin khá hữu ích là Champa ông ta đã vào vũ trụ này để thu thập và được 6 viên rồi. Bezos cũng đang lo về chuyện đó.
ra cô phải đi rồi, trước khi đi Bulma không quên tặng cho tí quà, hào phóng quá ta. Tập 32, trận đấu bắt đầu, đến hành tinh quyết đấu nào? Goku và Vegeta đang luyện tập để chuẩn bị cho trận quyết đấu sắp tới. Một cuộc so găng diễn ra trong căn phòng thời gian. Vegeta rất háo hức để so tài với mấy tên ở vũ trụ số 6, không biết mấy tên khứa đó có mạnh không ta. Còn tâm trí của Goku chỉ nhớ đến mỗi Monaka, chỉ vì Beerus bảo hắn ta là người mạnh nhất. Tên đó phe mình mà cha nội, tập trung vào đối thủ đi, lỡ bọn chúng không mạnh thì sao? Chẳng phải con át chủ bài của Beerus là Monaka sao, suy ra bọn chúng cũng phải mạnh lắm thì Beerus mới tung con bài của mình ra chứ. Vậy thì chẳng phải rất thú vị sao? Tại dinh thự của Bulma, Quick tổ chức chuyến đi xem đánh nhau tập thể. Mọi người lần lượt xếp hàng, không che lấn xô đẩy nha, ai chen tui cho ở nhà. Đây là cái hộp Quick dùng để dịch chuyển mọi người đến nhà của Beerus rồi cùng ông ấy và Monaka đi tới điểm hẹn. Hành trình kéo dài 3 tiếng nên mọi người nghỉ ngơi và chuẩn bị trước khi đi nhé. Ai cũng đông đủ thiếu mỗi Goku với Vegeta vì họ vẫn còn đang luyện tập. À đâu quên mất Zako rồi, cậu ấy đến cùng với người cao cấp nhất trong thiên hà. Ông ta là vua của thiên hà Ginga. Giới thiệu thì hoành tráng lắm mà Bulma chả ngạc nhiên gì hết, bởi vì họ biết cả Kaioshin lẫn thần hủy diệt thì ông vua này tuổi gì sánh vai. Hai tên Saiyan kia cũng đã tới, mà người ngợm họ bẩn bẩn rách dưới, râu ria tùm, như thể 3 năm không tắm vậy, hôi như cú luôn. Phải vậy chứ, tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi mới cho đi. Quick gõ gậy ba phát, xuất phát nào, hai nhóc này được mở mang tầm mắt, mà khoan có mùi gì ấy nhỉ? Trời trời, là mùi giấm của em Ari Enbu đó. Cứ đi rồi sẽ tới thôi. Chụp ảnh thì không vấn đề mà đừng có Facebook nhá. Beerus đi từ rừng cây ra, sau lưng ông ta là Monaka. Cậu ta có nước da hồng hào, trông có vẻ không mạnh lắm vì nhỏ con. Sự xuất hiện của cậu ta làm Goku hứng thú. Ê, đừng quên đó là thành viên của đội mình nhá ba nội. Quick nói Monaka là một Ponta vĩ đại. Vậy Ponta là gì thế? Là núm ti. Hệ bởi vì tôi có một núm ti to. Ghê thiệt ha. Goku lại đòi giao lưu rồi, đã bảo là lo bọn vũ trụ 6 đi rồi mà. Cơ mà tên Goku này lì ghê, vẫn dáng đấm Monaka một đấm, đấm lúm mặt thằng nhỏ luôn, làm cậu ta xém khóc nhè. Trên đường khởi hành, mọi người được thưởng thức món thịt nướng từ Chi Chi. Cuối cùng cũng đến hành tinh nơi quyết đấu. Nhìn thấy ngọc rồng siêu cấp, mọi người được một phen sáng hết cả mắt. Nó to đến nổi sánh ngang một hành tinh luôn. Tiến vào võ đài thôi. Những thứ hoành tráng này do Chamba làm hả? Thần hủy diệt không thể tạo ra gì cả, mà nếu làm điều đó thì sẽ có rắc rối đấy. Nhắc Chamba thì ông ta xuất hiện. Vậy là ngươi không bỏ chạy? Tất nhiên rồi, ta rất muốn nhìn bộ mặt thảm bại của ngươi. Thế cơ à, theo những gì ta biết thì ngươi đã đánh cắp số ngọc này từ vũ trụ của ta đó. Thông tin từ Bulma ra chứ đâu. Có tật thì giật mình. Nhưng mà Beerus bỏ qua vì chúng ta là anh em, đằng nào nó cũng là của ta mà thôi. Để họ nói một hồi cãi lộn mất, Vardot yêu cầu mọi người ổn định chỗ ngồi. Mà ghế gì cứng đờ vậy, không có cái nào tốt hơn à? Thấy Chamba bảo ai cần các ngươi đến đâu, Beerus liền bênh, nếu là ta thì sẽ không có chuyện đó đâu. Rồi bảo Quick tạo ra mấy chỗ ngồi xịn sò hơn. Chamba thấy liền trách Vardot, mà cô ấy đã thấy được chúng bao giờ đâu. Beerus thì bảo Vardot chỉ làm theo lệnh ngươi mà, do đầu ngươi ngắn quá thôi. Năm chiến binh vũ trụ 7 thực hiện kiểm tra. Goku gặp lại các Kaioshin, có cả cụ tổ và Kibito. Mọi người đến đây để cổ vũ Goku. Còn hai người kia là Kaioshin ở vũ trụ thứ 6. Cả năm người họ đến nơi kiểm tra, ở đó có cả các chiến binh của Chamba. Ơ kìa, có cả Frieza của vũ trụ bọn họ luôn. Một cậu nhóc tiến tới chỗ Goku và Vegeta. Cậu ta cũng là một người Saiyan, nhưng lại không có đuôi, trang phục lại giống với của người Saiyan trước khi gia nhập quân đội Frieza. Vậy các ngươi đóng quân ở đâu? Hành tinh Sát La. Cái gì, nó vẫn còn tồn tại à? Vũ trụ bên đó không còn sao? Ờ, sau khi nó bị phá hủy vì lục đục nội bộ, bọn ta chiếm hành tinh khác và đặt tên là Vegeta. Gì chứ? Chiếm là sao? Ở vũ trụ chúng tôi tộc Saiyan vẫn là tộc chiến binh, nhưng không đi chiếm, chỉ đi đánh thuê để tiêu diệt kẻ xấu thôi. Khác biệt ghê. Bài kiểm tra bắt đầu. Đầu tiên là kiểm tra IQ, mọi người trả lời câu hỏi, đủ điểm sẽ đậu. Tạch cho ra chuồng gà ở. Tên Bu giải đố mà buồn ngủ quá ngủ mẹ luôn. Một khi ngủ thì dù cho trời có sập cậu ta cũng không dậy đâu. Vậy thì các ngươi phải thắng để đánh cả phần của tên Bu luôn nhá. Monaka sẽ đấu sau, còn lại kéo búa bao đê. Chamba rung hồi chuông, tuyên bố trận đấu giữa hai vũ trụ 6-7 xin phép được bắt đầu. Mà để hát bài đã, hát xong rồi đó, đánh gì đánh đi. Game đầu đại diện của mỗi bên là ai đây? Là Son Goku và Botamo. Goku xuất trận đầu tiên ư, định bèm hết luôn hay sao trời? Tập phim hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc có ý kiến góp ý về video này hãy comment xuống dưới ở phần bình luận cho chúng mình biết nha.
Đừng quên like, share, nhấn chuông thông báo và subscribe kênh để tạo động lực cho kênh ngày càng phát triển hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.